Liên quan đến vụ hàng loạt trụ điện trên đường DT-741 bất ngờ bị gãy đổ hàng loạt, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Phước cho biết qua kiểm tra xác định do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa nhiều ngày kèm theo gió giật mạnh và tại thời điểm có gió lốc đã làm các trụ điện bị ngã đổ. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 7, Công ty Điện lực Bình Phước nhận được thông tin từ người dân báo tại vị trí trụ 33B đến trụ 36B, tuyến đường DT-741 có hàng loạt trụ điện ngã đổ. Sự cố xảy ra đã làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng tại huyện Phú Riền và một phần thị xã Phước Long. Tối cùng ngày, sự cố đã được khắc phục hoàn toàn. Chứng kiến việc 6 trụ điện bất ngờ bị gãy đổ hàng loạt, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về chất lượng trụ, cũng như quá trình thi công lắp đặt. Đại diện lãnh đạo Công ty Điện Bình Phước khẳng định các trụ điện đều được sử dụng theo đúng quy chuẩn trụ điện chất lượng cột bê tông ly tâm. Việc thi công xây lắp luôn đảm bảo theo đúng quy định.